Nhiều năm gắn bó với các bản làng vùng cao, những cộng tác viên dân số luôn cần mẫn trong vai trò là tuyên truyền viên, tích cực đưa chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đến gần người dân hơn. Toàn tỉnh hiện có 1.553 trên 1.561 thôn bản tổ dân phố có cộng tác viên dân số hoạt động. Họ là người địa phương, am hiểu phong tục tập quán, có kiến thức, kỹ năng tuyên truyền. Bởi vậy, đã hỗ trợ các trạm y tế xã, phường, thị trấn rất nhiều trong việc triển khai công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là những địa bàn vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, đội ngũ này đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động về công tác dân số, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong địa bàn quản lý, cung cấp một số biện pháp tránh thai đến từng gia đình, thu thập các số liệu về dân số, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở.